Bắc Triều Tiên phóng thử nghiệm ít nhất một phi đạn đạn đạo mới, vài ngày sau khi Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp chế tài mới đối với quốc gia bị cô lập này. Ban tham mưu liên quân của Hàn Quốc cho biết phi đạn này bay 800 cây số trước khi rơi xuống bờ biển phía đông Bắc Triều Tiên sáng sớm ngày 18 tháng 3. Một giới chức quốc phòng Mỹ nói Hoa Kỳ theo dõi vụ phóng hai phi đạn đạn đạo từ Bắc Triều Tiên và cho biết không có phi đạn nào được coi là một mối đe dọa đối với Mỹ hoặc các đồng minh của Mỹ. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ngày 16 tháng 3 đã ký một lệnh hành pháp áp đặt các biện pháp chế tài mới đối với Bình Nhưỡng, đáp lại các vụ thử nghiệm hạt nhân và phi đạn đạn đạo mới của chính quyền độc tài Bắc Triều Tiên.